và các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Chiếc máy quay là một tuyệt phẩm loa nổi tiếng của hãng Sony đến từ Nhật Bản. Với cấu hình của cặp loa chiếc máy quay, chúng ta thấy rằng đây là một trong những model rất lớn của hãng loa Sony, với trang bị phần thùng cao lên tới 80cm và chiều ngang tới 56, hậu sâu tới 43, sở hữu trọng lượng 80kg trên cái thùng gỗ nặng rất đẹp và sang trọng. Chúng ta thấy được rằng một trong những model loa trong phân khúc Bass 30 siêu khủng. Với cấu hình của cặp loa Sony, như chúng ta đang được thấy chiếc máy quay model SS7600, quý vị lại cùng tham khảo và cùng trải nghiệm lại một lần nữa với cấu hình của cặp loa tuyệt vời này. Trong phân khúc Bass 30, tôi cũng có thể lưu ý với ngay với quý vị rằng sở hữu uy lực mạnh mẽ của giải trầm rất là sâu và rất là mềm mại, rất là ít có đối thủ có thể so đọ với uy lực của giải trầm. Với đặc trưng của quả bát súp được bọc và nam châm từ bọc đồng đỏ rất là gấu và một quả check kèn gang kết hợp một quả trung âm đường kính 16cm và nó có cái nam châm từ lớn tới gần bằng mặt loa chiếc máy quay. Đây là một trong những cặp loa cực khủng, chúng ta cùng quan sát và cùng tham khảo lại một lần nữa với model Sony SS7600 ULM6 đến từ Japan. Phần bên trên tôi đang phối ghép cho cặp loa này Konami Chio tuyệt đẹp, cũng là model KA7300 đến từ Nhật Bản, sở hữu công suất chạy sò sát để đảm nhiệm cho cặp loa Sony SS7600 ULM6. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường này được trang bị phần thùng gỗ nặng tuyệt đẹp trước máy quay, rất to lớn, chiều cao 80cm, chiều ngang 56 phân, hậu sâu tới 43cm, được trang bị thùng gỗ nặng to gần, nếu so đọ với những cặp loa bát súp 30 thông thường thì chắc chắn rằng nó to gấp rưỡi rồi, thậm chí rằng nó to tới gần gấp 2 những cặp một số cặp loa với cái kích thước thùng nhỏ. Với kích thước này thì chúng ta luôn thấy ở những cặp loa siêu khủng ở phân khúc Bass 40 với model SS7600 ULM6 của hãng Sony đến từ Japan. Phần mặt trước được trang bị 3 tuyến loa, chúng ta cùng quan sát một bát súp hạng nặng siêu trầm đường kính 30cm, sở hữu gân vải phong cong và màng sóng gân với cái nam châm từ lớn tới 16 phân và được bọc đồng đỏ phía sau. Trên kênh Facebook tôi đã đăng rất là chi tiết về phần củ loa, anh em thấy rằng rất là hiếm những cái loa mới được trang bị bọc đồng đỏ, nó có độ bền tới hàng trăm năm, đây là điều không bàn cãi. Phần bên trên là một quả trung âm đường kính 16cm và lưu ý với quý vị rằng vẫn cân vải tẩm dầu và được trang bị cái nam châm từ xếp soát bằng mặt loa. Một quả check kèn gang tai voi với đường kính 10 phân vuông và nó có cái nam châm từ bọc đồng đỏ với tiết diện đường kính của nam châm gần bằng mặt loa. Chế độ thoát hơi về phía mặt trước thay đổi theo tần số được biểu đồ dB hiển thị theo 50 và 100 hẹc, nó có tần số âm 10 dB, 5 dB và dương 10 dB, có nghĩa rằng chúng ta có thể để theo chế độ tôi đang đặt là chơi theo toàn bộ chế độ thùng hở, có nghĩa là lỗ thoát hơi hình chữ nhật thoát về phía trước trên cái cửa lưới hình hoa dâu. Chúng ta có thể chuyển lên bậc bên trên thoát hơi 50% và chúng ta có thể chuyển lên trên cùng là chế độ đánh nén. 3 chế độ tích hợp trên một cặp loa, hoàn toàn rất hiếm những cặp loa mới được trang bị gấu như model SS7600 ULM của hãng Sony. Check kèn gang bọc đồng và trung âm 16 từ gần bằng mặt, bát 30 từ 16 phân bọc đồng đỏ, chúng ta có thể thấy được ngay chất của nó được thể hiện rõ một ngay trước mặt. Hai cái volume điều chỉnh, một cho dài mixran, một cho dài check về phía mặt trước, chúng ta có thể tùy chỉnh hỗ trợ tuyệt đối ở các chế độ nghe. Đây cũng là ưu điểm của dòng loa này và cũng là một cặp loa nổi tiếng sở hữu cấu hình to khủng long của hãng Sony đến từ Nhật Bản, với thiết kế cực kỳ là đẹp khi kết hợp trưng bày cho những căn phòng khách kèm theo đồ gỗ. Chúng ta có thể thấy được rằng trong phân khúc tầm giá ở ngưỡng 15 cho tới 16 triệu đồng với một cặp loa siêu khủng này, chúng ta có thể thấy rằng nó đáng chơi và đáng đầu tư hay không. Tôi chắc chắn rằng quý vị khi thưởng thức âm nhạc cũng như là khi ngắm nhìn cấu hình này, chúng ta sẽ thấy được rằng trong phân khúc tầm tiền hoàn toàn sẽ không có đối thủ. Điều đầu tiên về kích thước không có đối thủ và về uy lực mạnh mẽ của giải trầm cũng chẳng có đối thủ. Bởi vì quả bát siêu trầm trên cái thùng to lớn và theo các chế độ đánh chúng ta đã rõ, với uy lực mạnh mẽ cũng như sự thể hiện của đôi check kèn gang tai voi trên cặp SS7600 ULM này và trung âm 16 phân rất lớn,
mang lại cho chúng ta thưởng thức chi tiết tới từng nốt nhạc và uy lực mạnh mẽ cho những căn phòng lớn tới hàng trăm mét vuông. Trong phân khúc tầm tiền ở ngưỡng tầm trung hoặc thậm chí trong bell boy, chúng ta có thể thấy được rằng một cặp loa rất đáng chơi và đáng sưu tầm. Tín hiệu tôi đang mở từ trên TV xuống, không qua giải mã, chạy trực tiếp trên con âm ly Chio Moren. Ở đây chúng ta thấy rằng KA7300 rất đẹp để đảm nhiệm cho cặp loa Sony NS7600. Mời quý vị cùng tham khảo. Hỡi ta chung lối mộng, em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tan chiều hoa áo tung tăng. Tình bao năm thấm đẫm, chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện. Em mong xanh bước cùng anh, vui bên nhau ngày đang cưới, trên đường hoa tím khung trời. Chân thực. Như vậy chúng ta đã thấy rõ với dòng nhạc thứ hai tôi phối ghép với con Omni Chio 7300 với cặp Sony NS7600 UNM6 đến từ Nhật Bản, một cặp loa siêu khủng long. Nó có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc từ bolero, trữ tình hay nhạc vàng. Nó đã quá nổi tiếng và sang tới một số dòng nhạc tiết tấu nhanh như nhạc sàn hay nhạc remix, nó thể hiện cực kỳ là uy lực. Với cấu hình chiếc máy quay thì có lẽ rằng chúng ta, một số quý vị vẫn chưa được, còn chưa được rõ lắm. Điều đầu tiên chúng ta thấy rằng thùng cao 80 này, ngang 56, hậu sâu 43, trọng lượng nặng 80kg trên cặp loa thùng gỗ nặng tuyệt đẹp này. Và một điều mà tôi cần lưu ý nữa, chúng ta cần quan sát trên Facebook của toàn Điện Máy Vũ Nam Định, tôi đã đăng rất là chi tiết về phần củ loa. Với một cái bát súp siêu khủng này, nó sở hữu công suất tới 200W, được ghi ngay đét đèn đẹp vào phía sau của củ loa. Một quả trung âm 16 phân, đường kính nam châm từ gần bằng mặt loa, công suất 120W cho một trung âm. Như vậy chúng ta thấy rằng uy lực của nó là hoàn toàn là dư thừa. Một quả check kèn gang, nam châm từ bọc đồng đỏ, rất lớn gần bằng mặt loa. Đây là quả kèn tai voi, nó giống tựa như là trên quạt JBL4425 hay là những model lớn. Đó, chúng ta có thể thấy rõ nhất. Bây giờ tôi sẽ lướt lại một chút nhạc tiết tấu nhanh và mạnh để chúng ta cùng trải nghiệm trên cặp Sony NS7600 UNM6 này. Quý vị cùng quan sát này, xem lực đánh của nó sẽ có phê hay không và có mạnh mẽ hay không thì chúng ta sẽ thấy rõ nhất được cái uy lực. Đó, tôi sẽ bật volume lớn lên. Rất là kinh khủng bây giờ. Nghe nhiều.
lực giải trầm tương đương như là hai cái xúc khủng. Như vậy chúng ta đã thấy rõ được chất âm của cặp loa Sony SS7600 UNM6 đến từ Nhật Bản trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Rất chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ kênh và theo dõi của anh em trên toàn quốc. Anh em cần bất kỳ sản phẩm nào có thể để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can theo số điện thoại trên kênh. Luôn dành cho những anh em có phong cách mau lẹ nhất với những ưu ái tốt nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.